còn mình để mang đi chợ bán các bạn thì mình cẩn thận, không là nếu mà để nó bị thương ấy thì sẽ không bán được nhá. Hai con đấy. Hai con. Hai con, không một con đâu. Cái lỗ này hai con á? Ừ. Ừ, thật nha. Ôi. Một lỗ hai con luôn. Thành quả của bọn mình vào hôm qua là được hơn 100 con các bạn ạ. 30 cái mẹ. Lần này bước tới cái lửa. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình với mẹ của mình đi làm dế mọi người ạ. Đây là nếu mà được ít thì bọn mình sẽ mang về xào xả ớt, còn mà được nhiều thì sẽ mang ra chợ bán để lấy tiền để mua thịt về nấu ăn các bạn nhá. Được luôn rồi à? Gì mà nào có một hai phát mà được luôn này. Được nhanh nhé, nó rất nhiều. Cái này là lỗ, cái này là nó vừa mới lào tổ ấy các bạn. Thế là chỉ cần lào một hai nhát là được một con luôn. Còn một con nữa. Không có, còn mới một con nhỉ. Mình sẽ đi làm bên kia. Đây này. Có một tổ ở đây. Đây, thấy ra rồi. Ui dồi ôi, cẩn thận nha. Con này to nha. Ui dồi. Cẩn thận nha. Bọn mình để mang đi chợ bán các bạn thì mình cẩn thận, không là nếu mà để nó bị thương ấy thì sẽ không bán được nha. Hai con đấy. Hai con. Một con đâu. Cái lỗ này hai con á? Ừ. Thật nha. Ôi. Một lỗ hai con luôn. Không ngờ đấy. Mùa này là mùa dế buổi tối ấy, nó thường hay ra để nó kêu ấy các bạn ạ. Thì mọi người thường hay đi soi vào buổi tối, nhưng mà đi buổi tối thì đa số là toàn được con lực ấy, không có con cái như các bạn ơi. Con lực thì nó không béo như con cái. Tham gia đi Lào như này mới được ăn những con dế mà nó ngon nhá. Một lỗ đấy à. Thì có hai tổ luôn.
Cấy ra. Gầy mất một chân. Cái chân vé thì không cần phải. Hai con luôn. Tổ này có hai con á? Ừ. Mỗi tổ hai con luôn các bạn ạ. Đấy. Con to lắm mọi người nhá. Béo này này. Đây này. Bọn mình lào trúng hai tổ rồi. Hai tổ là mỗi tổ hai con, tổng cộng là hai tổ được bốn con rồi. Hôm nay là may mắn đấy. Có phải là tổ bên này nó tràn sang tổ bên này không? Không phải đâu. Không phải. Nó ở, bởi vì nó ở sát nhau luôn đấy các bạn ạ. Đây này. Nếu mà tổ này cũng có hai con đấy này. Tuyệt nhỉ. Đấy, thấy chưa? Nói chung là lào dế nhỉ. Thường con thì tổ con được. Thường thì tổ dế ấy lào những ngày mà trời nắng ấy, không mưa ấy các bạn ạ, thì nó ở sau cực nhá, chứ nó không nông như này đâu. Được có một con tổ này. Đây có phải tổ dế to không? Cái này, đây là con bé. Có khi là to đúng không? Thấy luôn à? Lào đúng có hai phát các bạn ạ. Như này. Để con to phết đấy chứ. Thế mà định đi qua mất. Kìa một tổ kìa, bên kia kìa. Đấy, nhìn bên kia thế. Đấy, đúng rồi. Thường tổ như này là có hai con đấy các bạn ạ. Đúng không nhỉ, mẹ nhỉ? Có tổ không có. Okay. Nhưng mà cứ thường thường là như thế. Ừ, bởi vì gặp hai tổ rồi. Rồi, đây luôn. Này là con cái ấy, mọi người ạ. Ừ, con cái nó to các bạn ạ. Nó vừa to vừa béo. Béo ngậy luôn. Đấy. Chính là trời mà mưa ấy, bởi vì tối qua hay hôm qua trời mưa. Thì con dế ấy, nó ra lào tổ mới các bạn ạ. Thì đi lào lúc này, một con nha. Một con nữa. Đấy, đúng là một tổ đây. Một tổ nhưng mà có hai con nhé các bạn ơi. Nhưng mà cái này là nó cái hai cái ngách. Có hai cái đố đi. Đào xong một mình sẽ lớp lại lớp cho mọi người nhé các bạn ơi. Không là chủ nương thấy là họ nói cho. Thank you.
Dế thì bọn mình cũng được khá khá là nhiều đấy các bạn ạ. Chiều bọn mình sẽ lào thêm một tí xong bọn mình sẽ mang đi chợ bán các bạn nhá. Các bạn cùng theo dõi video của bọn mình nhá. Chiều bọn mình mới lào thêm một tí nữa xong mang đi bán các bạn. Đây, dế. Tại là mình với mẹ là ở chợ Nông Đúc các bạn nhá. Đây là để bán dế hôm qua bọn mình vừa mới làm ấy. Đây là thành quả của bọn mình đào hôm qua là được hơn 100 con các bạn ạ. Đây, các mẹ là ở chợ thì đang bán quả bí nha các bạn ơi. Bên này là quả mướp lắng. Mẹ đang bán quả mướp lắng. Cái núi to cái cớn xưa đi em ý. Cái này là mẹ bán cân 5.000 các bạn nha. Quả này thì vào véo từng ăn 2-3 cân đấy các bạn ạ. Ăn sống nha. Chấm tương thối. Bên kia thì chợ toàn hoa quả. Hôm nay là ngày mùng 1 đấy các bạn ạ. Chắc bọn mình thay đổi chỗ bán đấy các bạn ạ. Ngồi đây thì không có ai mua ấy.
chắc vì mình mang đi rong theo chợ ấy, và mình sẽ mang dọc theo chợ ấy các bạn ơi. Mình sẽ đi theo dọc theo chợ này xem có ai mua thì bọn mình sẽ bán cho, kể cả bán đổ các bạn. Nếu mà bán đổ thì bọn mình sẽ bán mỗi con là 1.000. Còn ngồi chờ em. Còn đang lay các bạn ạ. Rồi có nhộng ong. Thì nữa bọn mình sẽ quay, sẽ bán dế xong rồi quay xuống mua nhộng ong về ăn. Nhưng mà nhộng ong bây giờ nó lắt lắm các bạn. Chợ bán con 1.200 các bạn ạ, 1.200-1.500. Ở đây thì mọi người toàn nói chung là bán gà với vịt. Đấy, chắc là bọn mình sẽ bán chỗ này các bạn ơi. Ở đây có quả chám này các bạn ơi. Cái cầm tầm. Chám này ăn mấy ong, mấy nhộng ong thì ngon đấy các bạn ạ. Đây nhiều dế nha. Dế 2 hay 3 nè. Xong đây có nhộng con tằm. Tằm này là anh nhìn bọn tay quay quay em. Ngon liu nè. Cái này loại con tằm vé các bạn. Tằm mà ngày xưa người xưa mà họ lấy tơ ấy, lấy kén làm tơ làm chỉ. Dùng loại tằm này như vậy này. Bên này có bán cả quả đúc lắc này. Còn mình nói chung là bọn mình ngại không muốn ngồi bán lâu ấy, xong ngồi sợ trời mưa nên là bọn mình mang ra đây để bán đổ đấy các bạn ạ. Ăn lá tới cao ship bao sao nè, gần theo thì ba hả, ba năm mét ship bao bao, nó cả giá gốc cơ quá. Cái giá cốc đầu mà chứ mưa ăn được quá. Cốc cả Pepsi bán. Đây, bên kia họ cho quần áo xong rồi. Đây là cái cao siêu vừa nào này. Cảm ơn ao Pepsi đồ.
À vậy đó, bà chứ. Bây giờ con cò thì bao? Con cò là... Và thế là bọn mình đã bán xong con dế men nhé các bạn ơi. Tổng cộng đã được có 150 đây các bạn ạ. Đấy là cái kết có. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ sang bên cửa hàng họ bán ong ấy để mua một ít ong về ăn. Nhưng mà ong năm nay là hiếm các bạn ạ. Đây có ong này to hơn đi. Đi để đi em. Hả? Cứ ăn đi.
Vâng các bạn ạ, thế là bọn mình là chuẩn bị về thôi. Nói chung là số dế đấy là bọn mình đổi được số ong này các bạn nhé. Đấy mới cười của em. Đoán để đoán chuối các bạn. Thôi à, bọn mình về nhé các bạn ơi.